tìm thấy tài xế chở nam sinh mất tích ở thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng quận Bình Thạnh đã xác định được danh tính tài xế xe ôm chở nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa rời khỏi bến xe miền Đông và mời lên lấy lời khai. Trưa 15 tháng 2, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ thi thể nam thanh niên được phát hiện nổi trên sông Sài Gòn. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện một ba lô chứa các vật dụng cá nhân, giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Nghĩa, 19 tuổi, quê Bình Định và một số tiền. Thi thể nam thanh niên đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Một nguồn tin cho hay Công an phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã xác định được tài xế xe ôm chở nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa, 19 tuổi, quê Bình Định rời khỏi bến xe miền Đông. Công an phường này đã mời tài xế xe ôm lên lấy lời khai, điều tra vụ việc. Danh tính tài xế chưa được công an tiết lộ. Rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh và báo lực lượng chức năng. Cơ quan chức năng nhận dạng thi thể này giống với nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa, 19 tuổi, quê Bình Định mất tích hơn 3 ngày qua. Người thân nam sinh này đến kiểm tra và xác nhận chính là Nghĩa. Gia đình chúng tôi đang làm hồ sơ với công an về vụ việc. Thi thể trôi vừa phát hiện trên sông chính là em tôi, một người anh họ của Nghĩa xác nhận. Theo người thân, sau khi trích xuất camera tại bến xe miền Đông, Công an quận Bình Thạnh xác định nam sinh xuống xe khách tại đây lúc 4 giờ 38 phút ngày 12 tháng 2. Nghĩa lấy hành lý rồi đi về cổng số 5, đường quốc lộ 13. Tại camera ở cổng này, Nghĩa được một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu trắng chạy xe máy đưa đi, rồi mất tích. Khi đi xe khách vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học, Nghĩa mang theo 1,4 triệu đồng và chiếc điện thoại di động. Ngày 14 tháng 2, người thân đã có đơn trình báo gửi Công an phường 26, quận Bình Thạnh về sự việc. Theo người thân, Nghĩa đang là sinh viên năm nhất của Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 2, Nghĩa đi xe khách Tân Hoa Châu, mang biển số 77B02457 từ Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.